Và bây giờ nếu như mà các bạn muốn xóa bớt các cái video có trong danh sách phát thì các bạn ở cái phần này các bạn sẽ ghi là delete nhé. Ví dụ như là mình xóa 5 video trong cái danh sách phát đó. Thì bây giờ mình sẽ copy cái ID đã nhé. Các bạn vào phần quản lý kênh này, vào phần playlist và các bạn sẽ vào remove video từ danh sách phát. Các bạn nhập ID của danh sách phát nhé. Các bạn bấm OK. Như vậy là tổng video đã remove là 5 video. Và khi các bạn chạy xong thì nó sẽ có thông báo là video này đã được gỡ bỏ khỏi danh sách phát. Và bây giờ các bạn bấm tải lại thì nó chỉ còn một video ở đây mà thôi. Đó, như vậy là chỉ còn một video. Nếu bạn muốn xóa nốt cái video này thì các bạn bấm delete nhé. Tương tự bạn vào phần remove này. Các bạn nhập ID nhé. ID của danh sách phát ấy. Bấm OK. Như vậy là tổng video đã xóa khỏi danh sách phát. Các bạn bấm tải lại thì nó sẽ không còn video nào. Đó, như vậy là không có nhé. Bây giờ chúng ta có thể thêm lại. Thì ví dụ như mình thêm thì mình lại ghi là update. Các Hai bạn có thể con là to update. Nếu video nào bạn cần update thì các bạn update vào. Đó, và các bạn chạy cái phần thêm video vào danh sách phát. Đó, như vậy là đã thêm hai video vào. Đấy, video này đã được ép vào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.